chào mình, xin chào cả lớp mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài học rất là quan trọng, đó là bài học về trọng âm từ word stress. Chúng ta đã biết rằng là tất cả các ngôn ngữ thì đều có một ngữ điệu riêng của ngôn ngữ đó, đúng không? Trong tiếng Việt của mình thì 6 loại dấu khác nhau sẽ tạo nên ngữ điệu của ngôn ngữ tiếng Việt. Và trong tiếng Anh, trọng âm sẽ tạo nên cái ngữ điệu riêng của tiếng Anh. Nắm được trọng âm từ là chúng ta đã nắm được 50% cái ngữ điệu tự nhiên ở trong tiếng Anh rồi. Đó là lý do thứ nhất tại sao trọng âm từ lại rất là quan trọng. Lý do thứ hai, trọng âm từ quan trọng là bởi vì có những từ tùy theo cách đọc trọng âm khác nhau mà cái ý nghĩa của từ đó có thể thay đổi. Ví dụ từ này, nếu chúng ta đọc là present, tức là nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, thì nó sẽ là danh từ, là món quà. Nhưng nếu chúng ta đọc nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai, present, thì lúc đó là chúng ta đã phát âm từ mang ý nghĩa khác, đó là thuyết trình hoặc là trình bày, và nó là động từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần làm thế nào để chúng ta xác định và đọc đúng trọng âm từ nhé. Chúng ta biết rằng một từ trong tiếng Anh có thể có một âm tiết, ví dụ như là từ drink, right? Có những từ có hai âm tiết như là table, và ba âm tiết như là vegetable, và 4, và 5, và 6, và rất nhiều âm tiết nữa. Vậy thì trọng âm là cách mà người bản xứ chọn một hoặc là hơn một âm tiết trong một từ, mà không phải là tất cả các âm tiết trong cùng một từ, để đọc với, để đọc nhấn mạnh hơn, để đọc rõ hơn, để đọc với cái tông điệu cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đó làm thế nào để chúng ta xác định và đọc trọng âm từ cho đúng nhé. Nào, có 3 cách xác định trọng âm từ, và cách thứ nhất đó là chúng ta dựa vào phiên âm quốc tế. Alright, khi nhìn vào phiên âm quốc tế của một từ thì chúng ta thấy rằng âm tiết nào mà có cái biểu tượng này đứng ở đằng trước nó, biểu tượng này hay còn gọi là cái dấu, giống như dấu phẩy đấy, thì chúng ta biết rằng âm tiết đó sẽ được nhận trọng âm, và chúng ta phải đọc rõ hơn, mạnh hơn và tông cao hơn. Đây là từ province, chúng ta hãy cùng lắng nghe. Province. 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 Okay, so mọi người thấy rằng cái âm tiết này chúng ta phải đọc là province, chứ không thể đọc là province được, right? Nếu chúng ta đọc là province, như là rất là nhiều người khi mà giới thiệu về bản thân mình đến từ đâu đến là chúng ta hay đọc từ province, không có trọng âm. Và province tức là vins của chúng ta với thanh không, và pro cũng là với thanh không, hai cái âm nó đều như nhau, nhưng ở đây là province, so một cái âm cao hơn hẳn, đọc với tông cao hơn hẳn, và vins là cái âm mà đọc thấp xuống, đúng không? Province. Alright, đó là cách xác định dựa trên phiên âm quốc tế, chúng ta dựa vào cái biểu tượng này nhé, nhớ nhé. Đó là cách đầu tiên để chúng ta xác định trọng âm dựa vào phiên âm quốc tế. Bây giờ chúng ta bước vào một cách quan trọng hơn, đó là chúng ta sẽ dựa vào âm thanh, dựa vào tai nghe để xác định trọng âm và cách đọc trọng âm nhé. Quy tắc để đọc trọng âm của một từ đó là những cái âm tiết nào trong từ đó được nhận trọng âm thì chúng ta cần phải đọc nó rõ hơn, mạnh hơn, có thể là kéo dài hơn và với tông điệu cao hơn. Còn những âm tiết mà không được nhận trọng âm thì chúng ta thường đọc nó rất là ngắn, rất là nhẹ, rất là mờ, đọc lướt, và rồi thường là đọc với tông điệu thấp hơn. Vậy tông điệu thấp và cao tức là như thế nào? Chúng ta có những tông điệu cơ bản sau đây. Ok. Mọi người có thể thấy rằng là nó rất tương đồng với thanh huyền, thanh không và thanh sắc ở trong tiếng Việt, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích các ví dụ nhé. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Đầu tiên chúng ta hãy lấy ví dụ một từ, đó là từ balloon, tức là bóng bay. Và bây giờ mình sẽ bấm vào cái biểu tượng US là dành cho giọng Anh Mỹ này, và mình nghe lại, đi nghe lại nhiều lần nhé. Balloon. 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 So khi mà mình nghe đi nghe lại như vậy, và mình phải nhắc theo nhé, nhắc đúng theo những gì mình được nghe thấy này. Balloon. Balloon. Và bây giờ để mà nhắc cho thật đúng thì mình cần phân tích cái cách đọc trọng âm của hai cái từ này nhé. Nào, âm đầu tiên là âm b b b, nghe giống như là dấu huyền ở dưới, đúng không nào? Và cô Hương cũng đã dạy ở trong bài âm ơ ngắn rồi. Đây là biểu tượng âm ơ ngắn, mọi người nhớ rằng ơ ngắn luôn luôn xuất hiện ở trong những âm tiết mà không được nhận trọng âm, và chúng ta đọc nó rất lướt và rất là nhanh và đọc thấp thôi. Balloon. Còn loon thì giống như là thanh không ở trong tiếng Việt. B giống như dấu huyền, đúng không? Thanh huyền. Vậy thì loon là thanh cao, tông cao hơn. Vậy chúng ta nhớ rằng loon, nghe thì chúng ta nghe balloon là chúng ta biết là loon là âm được nhận trọng âm, và chúng ta thấy nó cũng đọc với cái âm dài hơn nữa, không phải là âm ngắn mà là âm dài. Balloon, đọc nhấn trọng âm, đúng không? Balloon,
balloon nghe là chúng ta biết là cái âm nào là âm trọng âm, là âm nào là được kéo dài hơn, được đọc rõ hơn. Bây giờ hãy cùng phân tích một từ tiếp theo nhé. Một cái từ này khó hơn và chúng ta sẽ thấy rõ hơn này. Đó là từ refrigerator, là từ tủ lạnh. Bây giờ mình bấm vào đấy và nghe lại nhiều lần nhé. Refrigerator. 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 Okay, refrigerator. Mình nghe đến đâu mình đọc nghe thật nhiều và đọc theo đô và đọc theo thật nhiều lần để đến khi mà cái tai của mình nó quen với cái âm thanh đó đi. Để khi mà mình nghe thấy người ta đọc là refrigerator thì mình biết rằng họ đã đọc sai rồi. Hãy cùng nhìn vào hai âm tiết đầu tiên là refrigerator, refrig. Thì chúng ta thấy âm nào là âm mang thanh sắc nhỉ? Âm nào là âm tông cao hơn? Chắc chắn là fridge rồi đúng không? Không phải là refrig, mà là refrig. So, cái âm re là âm ngắn hơn và sẽ là âm mà không được nhận trọng âm, đúng không? Refrigerator. Nghe nó như là re, re. Refrigerator hoặc là re cũng được. Refrigerator. Thì cái fridge là âm sắc, vậy thì nó là trọng âm. Chúng ta nghe thôi, không phải là chúng ta nhìn vào biểu tượng cái phiên âm quốc tế này, mà chúng ta nghe thôi là chúng ta đã thấy rồi đúng không? Refrigerator, fish phải là trọng âm. Ok, gerator. Hãy nhìn vào từ refrigerator, mọi người thấy âm A này không? Nếu mà chúng ta mặc cái âm A này mà không được nhận trọng âm thì chúng ta phải đọc nó là ơ, ơ. Nó chuyển thành cái âm ơ, xua sao giống như là bài ơ chúng ta đã học ạ. Nó sẽ là rudder, refrigerator, refrigerator. Nhưng ở đây là người ta đọc là refrigerator, refrigerator. Thì cho nên âm này sẽ là âm A, A là thanh không. Chứ không so với cả radar thì là âm D, sẽ là âm mà số huyền đúng không? Như là có dấu huyền vậy, âm R sẽ là âm không được nhận trọng âm và chúng ta đọc xuống tông thấp. D, D chúng ta đọc cũng rất là ngắn. Đúng không? Chúng ta không đọc là gerator mà là gerator, gerator. Vậy thì d, d là âm ngắn, âm ơ ngắn này luôn là âm không được nhận trọng âm. Ok, đó là cách mà chúng ta phân tích khi mà chúng nghe một từ. Refrigerator. 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 Chúng ta nghe xem âm nào tông cao hơn và âm nào đọc dài hơn và âm nào đọc lướt thì chúng ta sẽ xác định được cách mà trọng âm và không đúng trọng âm. Ok, và thêm một cái điều nữa mà cô muốn nói với các mầm này, trong những từ mà có ba âm tiết trở lên chúng ta sẽ thấy rằng cái trọng âm và không trọng âm nó đứng so le với nhau. Re, 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 ngắn đúng không? Re, 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 re. Fitch này, không trọng âm này, trọng âm này, không trọng âm này, trọng âm và không trọng âm. Trọng âm, không trọng âm nó đan xen như vậy. Chính vì thế mà khi mà chúng ta đọc ấy thì chúng ta nhớ phải nhấp nhô, lên xuống rồi lại lên xuống trong một từ mà có nhiều âm tiết, ba âm tiết trở lên á, lên xuống, lên xuống, lên. Vậy thì khi mà chúng ta dựa vào mặt âm thanh, chúng ta nghe một từ phát âm chuẩn và chúng ta phân tích được cái tông điệu cao thấp của nó thì mọi người sẽ phát hiện được là âm tiết nào là chúng ta cần phải đọc trọng âm và âm tiết nào không được đặt trọng âm, ok? Tuy nhiên mọi người nhớ cho cô một điều rằng chúng ta không chỉ cần dựa vào cái tông điệu cao thấp của những âm tiết đó thôi, đâu mà mọi người cũng đừng quên cái quy tắc đọc trọng âm là trọng âm thì phải đọc mạnh, rõ và có thể dài hơn. Còn không trọng âm thì nhớ là phải đọc rất nhẹ, rất lướt và rất nhanh. Ví dụ chúng ta có từ là rabbit và carrot. Ok, lỗi của rất là nhiều người Việt đó là chúng ta đọc là rabbit, carrot. Tức là r và bit chúng ta cũng không được nhận trọng âm. Nhưng mà mặc dù là chúng ta xuống thấp như thế nhưng mà chúng ta lại đọc rõ quá. Và như vậy rằng nó sẽ không đảm bảo đúng cái quy tắc của việc đọc trọng âm. Nhớ rằng những cái âm mà không được nhận trọng âm thì đọc rất là nhẹ, rất là nhanh và lướt thôi, nhớ chưa? Nhẹ, kiềm cái hơi lại, kiềm cái giọng của mình lại để có thể là hít thóp cái bụng lại thì sẽ kiềm được rất là tốt hơn, thì mới làm cho cái cách đọc của mình nó được nhẹ, đúng như là cách đọc của âm tiết không được nhận trọng âm. Ok, đó là cách xác định trọng âm thứ hai. Cô Hương muốn nhấn mạnh với mọi người rằng đây là cách xác định trọng âm vô cùng quan trọng, bởi vì mọi người nhớ rằng nghe là cách tốt nhất để chúng ta có thể nói và đọc tiếng Anh một cách tự nhiên.
và bắt chước nữa. Hầu hết những người nào mà nói tiếng Anh hay đều là những người có khả năng bắt chước rất là tốt. Tuy nhiên không phải ai cũng giỏi bắt chước đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà chúng ta lớn rồi, cái khả năng thẩm âm của chúng ta không được tốt như trẻ con nữa, thì cái việc là chúng ta dùng đầu óc của chúng ta để chúng ta phân tích dựa trên những cái quy tắc mà chúng ta vừa nói đó, thì sau khi mà đã phân tích được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng là mình có thể đọc chuẩn hơn và mình có thể có khả năng bắt chước giống hơn nữa, đúng không nào? Và nhớ rằng nghe lặp đi lặp lại bắt chước là cái yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta nói tiếng Anh có thể tự nhiên như là người bản xứ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cái cách thứ ba để chúng ta xác định trọng âm. Và cách này thì cô Hương chỉ giới thiệu một chút với các mâm thôi, bởi vì cô Hương không muốn rằng chúng ta quá là phụ thuộc vào cách này, vì chúng ta sẽ phải nhớ rất nhiều các quy tắc. Và những cái quy tắc này thì không phải lúc nào cũng đúng 100%. Có những trường hợp, rất là nhiều những trường hợp ngoại lệ. Vì vậy nếu mà chúng ta phụ thuộc vào cái quy tắc này nhiều quá thì có rất nhiều khi chúng ta có thể đọc sai đó. Cho nên ở đây cô Hương chỉ giới thiệu với các mâm ba quy tắc xác định trọng âm cơ bản mà thôi, và có cái độ xác suất cao mà thôi. Đầu tiên đó là quy tắc cho những động từ và tính từ có hai âm tiết. Với những động từ và tính từ có hai âm tiết thì mọi người thấy rằng trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ như chúng ta có từ hungry, ok? Rơi, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên là hung. Và cả những danh từ ghép cũng như vậy nhé. Ví dụ từ camping thì chúng ta thấy từ camp là chúng ta phải đọc rõ hơn, đọc với tông cao hơn, camping. Đừng đọc là camping, ok? Camping tức là cả hai từ đều có đều được nhận trọng âm như nhau, đúng không? Hay là từ baby là danh từ. Vậy thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên là bay, đọc rõ ra baby, bị ngắn thôi, ok? Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ, ví dụ từ balloon, chúng ta thấy rằng, hay là guitar, thì chúng ta sẽ thấy rằng mặc dù là danh từ nhưng mà trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, balloon, guitar, đúng không? Nào, bây giờ sẽ là quy tắc thứ hai. Đối với những động từ và những giới từ có hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ chúng ta có giới từ như là behind. So, hide là âm được nhận trọng âm và nó là âm tiết thứ hai. Behind hay là among. Among hay là between. 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 Thì tất cả những cái từ này trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ hai. Và động từ, chúng ta có những động từ như là receive, receive, đúng không? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Agree, agree, trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ hai, đúng không nào? Đó là quy tắc thứ hai. Alright, cô Hương chỉ đưa ra hai cái nguyên tắc này thôi, lý do tại sao để cô Hương đã nói với các mâm rồi đấy. Và thêm một cái điều nữa là khi mà đọc truyện cho con thì chúng ta bao giờ cũng phải có file nghe, phải đọc theo file nghe, chứ không tự đọc theo quy tắc này quy tắc kia được. Vì nếu như các mâm chỉ nhớ vào quy tắc và không bắt chước theo file nghe thì chúng ta cũng sẽ không thành công, không đọc hay được đâu. Và một điều nữa cô Hương muốn các mâm phải chú ý, đó là khi mà đọc một âm tiết có trọng âm thì chúng ta thấy là cái phụ âm cuối là thuộc về cái âm tiết được nhận trọng âm đó. Ví dụ chúng ta có từ là elephant. 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 Ok, vậy thì chúng ta nhìn thấy không? Âm O này nó phải thuộc về cái âm tiết là L, đúng không? Nó phải thuộc về cái tiếng elephant. Chúng ta không đọc là elephant mà đọc là elephant. Elephant. Ok, và khi mà chúng ta đọc thì chúng ta nối cái âm L sang Ơ này thôi. Chứ còn âm L này nó phải thuộc về âm L, nó phải thuộc về âm tiết đầu tiên, cho nên chúng ta đọc là elephant. Thêm một ví dụ nữa, chúng ta có từ gorilla. Gorilla. Rất là nhiều mom sẽ đọc là gorilla. Ok, gorilla. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng vì âm tiết thứ hai là âm được nhận trọng âm, cho nên âm L, âm cuối này nó phải thuộc về âm tiết thứ hai. Vậy cho chúng ta đọc là real. R-E-O, real, gorilla. And then chúng mình sẽ đọc cả dark L và light L, cho nên chúng ta sẽ vừa đọc O và vừa đọc L, và nối âm sang âm cuối sẽ là gorilla. Gorilla, chứ không phải là gorilla. Và chúng thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ từ elephant. Elephant. Thì nhiều người đã đọc từ elephant, các bạn đọc là elephant. Nhưng nhớ rằng cái âm L ở đây là nó thuộc về âm tiết, nó phải thuộc về âm tiết được nhấn trọng âm. Cho nên chúng ta đọc là L và chúng ta nối âm elephant, chứ không phải đọc là elephant. Không phải là elephant, bởi vì âm L này không thuộc về cái âm tiết không được nhấn trọng âm. Alright? Elephant. 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 Right. Alright, đó là kết thúc bài học ngày hôm nay rồi. Chúc tất cả mọi người học tốt nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở bài học lần sau. Bye!